tam vị chúa mường dân văn đa, tam vị chúa mường thỉnh chúa đệ nhất đa tây thiền, tam quang chiếu bao ngôi ta thỉnh cái chúa phật tử sống quay quay soi nói nam thiên đền thờ phong nguyện vô biên. Đập từng tội
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chín thương hương, rung răng rung rinh quẩy gánh đầu non, nghi 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 ngà ngang à. Tam vị chúng hương dâng văn đê, tam vị
thỉnh Chúa đại đất Tây Thiên nơi giang trần. Con
nước hoa sông hoa chuyện. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dân sơn định là nơi mi sợ tại thấy một người khi khai mới thông minh bỏ vó cho phục sự khói nhà Chúa bói thật là
lên đi. Người đông đi tấp lập mì đôi nhà bị xa. Mây trưa ngôi cao sầu sầu nét mặt đi chiếc cây son đi. Chúa đặt đi phía sau lá trầu với lại quả cầu đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
về đây cho nhiều ban cho đồng giỏi nhất sang nhiều sống ấm thầm bồ côi cha lẫn mẹ gặp được thầy thì quốc dân sinh trọn đời phục cứu dân ý
chúa mà lập thang ngồi. Trên cung quê triều đình nhà xây tỏ cung thủy bày, tiền là chúa để ta mã quyền hành cái quạt sớm trao. Thank you.
thanh thiêng phủ trọn một giờ nghỉ. Chúa bà sáng tỏ pháp chân con xin nói.
xuống tiên đàn
già lớn ao. Chúa bà thơm thơm tóc phượng già già
còn vang tiếng chim ca. Chúa là giấc mơ lại là hoa để say thắm đẹp dần ca trong lối dòng thêm nhớ thêm thương tròn lối dòng thêm nhớ thêm thương. Từ chiều chiều nay tôi bật lên tôi nghĩ trong tung tăng bay lượn lũ ong vàng tiên kiếm kỳ hoa thì nó ơi ơi thì nó ơi vàng tìm kiếm đi hoa ý à.
sông nghe lúc nghe sốt cha do cái vỏ quanh nghe câu non đi cả buồn mấy thuộc tin lãng ngát hương vinh bào lệ sốt cha hai xảo mày nọt chiếc đi trăm hoa sông trước cổng đồng Thank you.
mở lối qua Lương Sơn thẳng tới gốc thu quanh cò quấn khúc giáp trường.